Hôm nay đến với kỳ phát sóng mới của Hàm Lê Trương Radio. Lần đầu tiên tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn. 6 tuổi nấu cơm, 26 tuổi vẫn nấu cơm. Lần đầu tiên tôi tập nấu cơm là năm 6 tuổi. Gọi là nấu cơm chứ cũng chỉ là múc gạo bỏ vào nồi cơm điện, thêm nước, cắm điện, nhấn nút và chờ. Việc nấu cơm đã theo tôi từ năm 6 tuổi đến tận bây giờ. Mỗi ngày tôi đều nấu cơm ít nhất một lần trong 20 năm. Ngẫm ra thì không có nhiều việc đã theo tôi lâu đến như thế. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã nấu rất nhiều loại gạo khác nhau, với nhiều loại nồi, loại nước, loại bếp khác nhau. Dễ nhất là nấu với nồi cơm điện, khó nhất là nấu với nồi nhôm trên bếp gạch, tiện nhất là nấu bằng nồi áp suất, ngon nhất là nấu bằng nồi đất hai nắp. Tôi đã từng ăn qua gạo trắng, gạo sát rối, gạo lứt trắng, gạo lứt đỏ, gạo lứt tím, gạo nếp cẩm, gạo trộn. Tôi đã từng dùng thử nước máy, nước giếng, nước mưa, nước qua máy lọc, nước tinh khiết, nước khoáng. Tôi đã từng nấu ra những suất cơm ngon, những lần cơm cháy, cơm nhão, cơm trên sóng dưới khê. Tôi đã từng độn khoai và sắn vào cơm. Tôi đã từng hấp trứng trong nồi, từng trộn đậu đỏ, đậu đen, phổ tai, mơ muối khi nấu. Tôi đã từng xử lý cả bọn cơm thiêu nữa. Nói thế để biết là trong 20 năm, chuyện nấu cơm không chỉ có múc gạo, thêm nước, bấm nút. Đó là một quá trình dài với nhiều trải nghiệm khác nhau. Nhờ vậy bây giờ khoan nói việc nấu cơm ngon dở, nhưng chắc chắn tôi hiểu gạo, hiểu nước, hiểu lửa và hiểu chuyện nấu cơm hơn ngày xưa rất nhiều. Cuộc đời cũng vậy, bạn sẽ không thể nào nói bạn đã nếm đủ cả thảy những đau đớn giáp ngã, nhưng chắc chắn rằng ngày mai sẽ không bao giờ giống hôm nay. Mời các bạn cùng đến với kỳ phát sóng mới của chúng tôi, có tên là Như Không. Một ngày nọ tôi chơi một trò chơi, thử lật bất kỳ một trang nhật ký. Là tôi viết nhật ký chứ không muốn dùng máy tính hoặc là bất kỳ thứ gì khác lưu lại cảm xúc của mình. Tôi nhận thích mùi gỗ, giấy, mùi bút mực và có khi là cả những giọt nước mắt nhòe đi. Trang nhật ký thứ 9 tôi viết. Có một sáng tôi thức dậy rất sớm, nhưng thay vì tưới cây như mọi khi, tôi lại ngồi im ngắm nhìn chậu cây lá lốt của mình. Đêm qua một trận mưa đã đổ xuống thành phố, nên sớm nay cả vùng cây toát lên cả vẻ tươi mát, dễ chịu. Phiến lá xanh to bản hẳn còn đọng những giọt nước lớn rất trong veo. Tôi cứ nhìn mãi phiến cầu long lanh ấy cho đến khi cú nhảy đột ngột của con mèo làm giọt nước bay lên. Buổi ấy tôi nghĩ rằng mình may mắn quá, vì nếu tôi chỉ thức muộn một chút khi mặt trời đã lên cao vời, hẳn tôi đã không còn diễm phúc hưởng thụ cái sự trong trẻo kia. Nghĩ thế cũng đúng, mà hình như cũng không đúng lắm. Bởi nếu không thể ngắm nhìn vườn cây xanh ngát, hẳn tôi vẫn có thể vui với việc xỏ giày đi bộ, mua một vài mớ rau xanh hoặc vẫy tay chào như con chim sáo sổng. Có hàng tỷ những niềm vui bé con vẫn hiện hiện chung quanh mình trong từng khoảnh khắc, nhưng không bao giờ tôi cũng cảm nhận được. Ấy là vì tôi còn hẳn bận với bài học chiều nay, công việc sáng mai, cuộc hẹn buổi tối. Bao giờ cũng thế, khi tôi ăn cơm thì lại nghĩ tới lúc rửa bát, khi lau nhà lại nghĩ đến tưới cây, khi giặt quần áo lại ngóng chờ đến hẹn cà phê. Cứ thế những nỗi vui tích tắc cứ theo nhịp đồng hồ mà cất mình bay đi. Trang nhật ký thứ 20 tôi viết. Ngày hôm qua tôi u buồn quá, chỉ vì tôi tò mò nhòm lén những kỷ niệm xưa cũ của người tôi yêu. Vậy nên tôi u sầu vì người ta từng hạnh phúc đến thế. Ôi tôi vô lý quá. Nhưng nỗi vô lý cứ chèn ngợp lên lấn át cả tư duy. Rồi cứ thế tôi nghĩ thêm đến giây phút chia ly. Có thể nay mai chúng tôi không còn bên nhau nữa. Bây giờ hẳn là 7 kỳ quan quan trọng của tôi cũng hoàn toàn sụp đổ một cách tàn tích. Biết làm sao, nhưng khi nỗi u ám ấy dần tan đi, tôi mới định thần mà suy ngẫm cho thấu đáo. Từ những thuở trước, nào tôi đã biết yêu đương, thế thì làm sao tôi lại u buồn vì người cho được. Những năm tháng ấy đã trôi qua chừng muôn ngàn kiếp, thế mà đến nay tôi vẫn can cường vác chúng trên vai. Và lại nữa kìa, những mùa sau tôi đâu đã sống lâu đến chừng ấy. Giả dụ ngày mai đây chúng tôi cách chia thật, hãy để đến phút ấy rồi buồn cũng có muộn đâu. Trang nhật ký thứ 23 tôi đã viết. Hồi xưa anh ấy từng hỏi tôi niết bàn là gì. Tôi trả lời là bờ vai của người mình thương. Nếu không phải là bờ vai này cũng sẽ là giọt mưa khác, không phải người này thì cũng sẽ là tay người khác. Nhưng nếu phút giây ấy tôi không ngước nhìn lên gương mặt anh, không nhìn đôi mắt này cũng là nhìn thấy đôi mắt khác, không nhìn thấy hình bóng thân ngày này thì cũng là hình bóng khác. Thế mà làm sao tôi chạm đến sắc khoảng không yên bình ấy, làm sao tôi thấy được niết bàn. Đối với tôi, bạn nên biết là niết bàn cho chính bản thân bạn nghĩa là phải thoát khỏi mọi sự liều lĩnh. Bạn phải là bờ vai của chính mình. Khi ấy mặt trời có mọc hay không, ngày mai có buồn hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trang nhật ký thứ 29 tôi đã viết.
Tôi đang làm về một dự án xây dựng ước mơ trái ngành của một nhóm người trẻ. Họ đa phần đều là những người học kiến trúc nhưng lại có đam mê dày dựng và làm phim. Họ đang quay một cô bé đại loại là kể một câu chuyện cô gái ấy. Tôi học được từ nhóm này là can đảm cũng chính là cách để thành công. Nhóm trưởng của nhóm này chính là anh Kay, tốt nghiệp loại giỏi ngành kiến trúc sư xây dựng và là đạo diễn kiêm biên tập một kênh truyền hình nổi tiếng năm 2016. Tôi không tiện nhắc đến. Tôi lại cho rằng không phải ai can đảm thì cũng may mắn. Trang nhật ký thứ 30 tôi viết chuyện về chiếc bình và cái hoa. Bạn có đồng ý rằng cái hoa dù cắm ở đâu nó cũng đẹp bởi vì nó là hoa? Có người hỏi tôi với giả thuyết như thế, họ mang một lon coca người ta làm để vứt đi, cắm một bó hoa dại vào đó. Sau đó hỏi tôi rằng là cái lon đã làm cái hoa này đẹp hay cái hoa đã làm cái lon có tác dụng hơn. Đương nhiên nếu không có cái lon thì có thể cắm cái hoa ở bất kỳ nơi đâu. Một cái chậu đẹp hơn chẳng hạn, và ngoài cái hoa thì có thể nhặt cái lon ấy về, tái chế và sử dụng vẫn được. Khoan hẳn bàn tiếp về chuyện cái lon và hoa dại. Quan trọng là chúng ta mang ý nghĩa, nhưng không thể mang ý nghĩa một mình được. Bạn hãy suy ngẫm về điều đó. Kết thúc trang thứ 145 trong nhật ký, tôi đã viết: ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, muốn biết bản thân hạnh phúc đến đâu, chỉ cần ngửi mùi hương trong lòng bàn tay. Có khi tay thơm đầy mùi giấy mực, có khi tay quẩn quanh mùi gạo vừng, hoặc mùi chè xanh, mùi mận. Thời điểm buồn bã nhất, bàn tay mình có mùi laptop, mùi điện thoại, mùi sập sình trong những quán bar, mùi nước hoa đê mê, mùi kẹo tóc phập phồng. Có những tháng ngày này, tay mình thơm những mùi nón lá nhất. Mỗi buổi sáng đều thơm mùi trà ấm, trà cúc, trà gừng, trà nụ, trà ngâu. Mùi sông nước đưa đến đâu cứ lẫn quất khi ngồi đóng đan từng cái nón lá. Bàn tay mình cũng thơm mùi xôi sớm, mùi mứt gừng, mùi gạo rang, cùng thơm mùi lá cây, mùi chổi rán, mùi giấy mới. Cũng thơm mùi mưa xuân, mùi hoa cao, mùi hoa giấy. Cũng thơm mùi người ấm dịu mãi trong lòng. Những sớm mai ấy có khi là mấy sợi nắng trên vai, đôi tay thơm mùi dầu gió của mẹ. Thế mà cái sự bình yên ấy không bao giờ cũ đi. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang. Tình riêng trăm mối, một kiếp đa đoan. Cứ tìm tình trong chân ngổn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau. Để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Làm gì khi lửa đã bùng lên? Tôi xin được nhắc lại về chuyện nước Pháp và dòng trạng thái kèm theo hashtag Pray for Paris. Tôi nhớ vài tháng trước, Facebook của tôi tràn ngập những bản tin các bạn share bài về vụ khủng bố ở Pháp. Số người chết liên tục tăng lên và các con tin vẫn đang bị giam cầm. Không khí hỗn loạn ngập tràn trên đường phố kinh đô nước Pháp.
Và chỉ vài giờ sau đó, lửa đã bùng lên ở trại tị nạn jungle. Bạn gửi cho tôi bản tin và bảo bạn thấy tuyệt vọng với con người quá. Bạn rất muốn nói, bạn không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi cũng biết là sẽ không thể. Càng lúc, con người càng bị đẩy vào các tình thế thử thách lòng tin đến tột độ. Những biên độ dao động quá lớn giữa đúng và sai. Những bi kịch ngày hôm nay dường như chỉ mới bắt đầu. Đằng sau những lời động viên với bè bạn hãy cố lên là một nỗi dây dứt không biết nên làm gì cho phải. Phải làm gì khi lửa đã bùng lên? Thực ra lửa đã bùng lên từ trước đó rồi. Từ khi 224 người Nga thiệt mạng trên chiếc máy bay Airbus A321, từ khi 200 trẻ em bị giết hại ở Syria, từ hàng trăm nghìn người đổ máu ở Iraq, Syria, Ai Cập, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ. Hoặc lửa đã bùng lên từ trước đó nữa. Nói đúng hơn, nó đã và đang bùng lên mỗi ngày, ngay trước mắt chúng ta. Không cần phải đợi nhóm quân khủng bố hay Hồi giáo cực đoan nào để người ta nổi giận với nhau. Một luận điểm trái chiều có thể khiến bạn nhậu trở thành đấu trường. Một cú da quẹt nhẹ trên đường có thể khiến một người sẵn sàng rút dao đâm kẻ khác. Hay lửa đã bùng lên từ rất lâu và gần ta hơn, khi ta bước dội qua một người già cần giúp đỡ vì sợ mình lường gạt. Khi ta hỏi thăm nhau xã giao có ổn không mà chẳng hề bận tâm đến câu trả lời. Khi ta giấu mặt qua màn hình máy vi tính và không ngừng làm tổn thương người khác bởi những cái like, comment và share vô tội vạ. Trong nỗi thương xót những nạn nhân vô tội, chúng ta vẫn thừa thời gian để tranh cãi với nhau rằng anh đổi avatar là đồ giả tạo, rằng chàng quốc kỳ Pháp làm gì khi gương mặt cười tươi hớn hở, rằng vì sao lại Pray for Paris thế còn Syria, Libya, những người bị thương vong trong các tai nạn giao thông ở Việt Nam. Ai cũng có lý của mình, và cho thế ai cũng có dễ đúng. Nhưng chúng ta đã tranh cãi với nhau như vậy hàng nghìn lần rồi, và thay vì cố gắng dập tắt ngọn lửa thù hận phi nghĩa lý, chúng ta lại vô tình thắp lên những ngọn lửa mới, quăng vào nhau những thanh củi cháy rực và lấy làm hả hê vì mình đúng. Tôi đã không đăng tải một link nào về vụ khủng bố ở Paris, nhưng tôi biết các bạn đã share chúng để tôi cập nhật thông tin liên tục. Tôi đã không thích sự xô bồ và can thiệp thô bạo vào đời sống riêng tư của Facebook, nhưng tôi cảm ơn nó đã cho tôi biết các bạn mình ở Paris vẫn bình an. Tôi không đổi avatar Facebook, nhưng tôi cảm ơn các bạn đã làm vậy vì tôi biết mọi người thực sự quan tâm. Và khi ai đó viết một dòng chữ Pray for Paris, thì tôi tin họ viết bằng cả lòng mình. Cuối cùng, chúng ta có thể quyết định làm bất cứ điều gì giữa đám lửa đang bốc lên ngùn ngụt, dội một xô nước, ném một nắm cát. Nhưng nhất định làm ơn, đừng hóa thành dầu sôi. Sự hoa lệ đó không dành cho mình. Hồi lâu mình đã biết điều này, nhưng lại chưa bao giờ thấy ganh tị bởi vì nó. Có thể là do tôi biết chấp nhận nên tự thấy hạnh phúc hơn trên chính cuộc sống của đời mình.
tôi viết trong nhật ký rằng chấp nhận cũng chính là suối nguồn của hạnh phúc. Và thực ra được ăn diện xinh đẹp, nước hoa thơm và bờ môi chín mọng đã làm cho người ta tự tin lên nhiều khi xuống phố, nhưng cũng nghĩa là người ta tự tin nhiều hơn khi xuống phố. Vì sao lại đối lập ư? Đó là vì chẳng ai chú ý bạn khi bạn bình thường. Sự chú ý của họ chỉ dành cho những thứ khác thường mà thôi. Tôi nghĩ vậy. Tôi thích phụ nữ đẹp lắm, thích khí chất của đàn bà chín mùi, nhưng ở đó có sự ngưỡng vọng. Và điều gì không đến được, tôi chỉ muốn mỉm cười khi được mặc bộ đồ thênh thoảng thôi, nhưng thoải mái ngồi sởm giữa tùm cây lá, cầm cuội mở bao đất, xới đất, trồng những cái cây nho nhỏ, lau dọn lại tủ sách bụi bặm, kéo tung tất cả rèm cửa, đem mớ chân nệm ra phơi, đun một nồi nước sôi xăm lớn. Bên trên úp cái bát ăn cơm, đặt ngay chân cầu thang, mỗi lần khát nước lại chạy xuống làm một bát. Cũng thế, súng xính váy áo, bước vào quán cà phê đắt tiền, ngồi trò chuyện với anh thì vui, nhưng vui hơn nếu hai đứa ở nhà, anh sửa quạt, em lau bếp, em nấu nướng, anh rửa xe, ăn bữa cơm giản dị, cười nói không cần ý tứ, ăn xong có kẻ rửa bát, có đứa hãm trà. Cũng thế, là một cô gái được nhiều người nhắc đến thì cái tâm tự hào dễ thỏa mãn lắm. Thấy vui, thấy mình đặc biệt, nhưng sẽ vui hơn nếu biết tôi là một cô gái vô danh, ra đường thì không ai biết, về nhà thì chẳng ai hay. Không ai khoác lên mình tấm áo nào, sự kỳ vọng nào, thần tượng hay là căm ghét nào. Cũng không phải trầm mặc tự thú nhận rằng mỗi người một chiếc mặt nạ. Tôi nghĩ khi xuống đường, điều tất yếu nhất là sự thoải mái. Tôi lại không thoải mái hơn với những bộ đồ sặc sỡ hoặc dễ gây chú ý. Có thể tôi giản dị cộc kệch với chiếc áo sơ mi màu nâu xám, chiếc quần jean dài, đôi giày bata nhạt màu, và đặc biệt chỉ cần đi cùng với người thương thì hôm ấy dù trời có mưa cũng rực sang, uống nước cũng thấy ngọt, ăn cơm cũng thấy ngon, và ngay cả các móng chân cũng thấy vui hơn. Nhược lạc. Suốt buổi chiều nay, tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần clip do các bạn học sinh trường Quốc học Huế post trên YouTube. Và điều tràn về trong tôi một dòng kỷ niệm trong vắt và reo vui của những ngày tôi 16 tuổi, thuở học trò mắt sáng với môi tươi. Có người nói rằng,
Dù bạn sống đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì bạn 20 năm đầu tiên vẫn là khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời bạn. Nếu tôi biết được điều này trước khi tôi 20 tuổi, thì tôi đã không bỏ lỡ quá nhiều điều đến thế. Nếu được quay trở lại, tôi sẽ học cách chơi một nhạc cụ, đàn guitar chẳng hạn. Tôi sẽ học một môn thể thao cho đến đầu đến đuôi. Tôi sẽ du ngoạn vào mỗi cuối tuần. Nếu được quay trở lại, tôi sẽ không chỉ tập trung vào việc học. Việc học cũng giống như là việc ăn cơm. Bạn phải ăn 3 bữa một ngày, nhưng hãy thưởng thức những món ăn ngon lành và bổ ích khác nữa. Đừng bỏ qua một bộ phim vui nhộn hay lãng mạn, một buổi diễn ca nhạc ồn ào, những tạp chí sách báo đầy màu sắc mà người lớn bảo là vô bổ. Những buổi dã ngoại với bạn bè, đừng bỏ qua quần áo và giày dép, những đồ vật trang điểm xinh xinh thể hiện cá tính của mình. Tôi vẫn luôn nhớ rằng những tháng ngày trước tuổi 20 là khi những tình bạn trong trẻo và chân thật nhất hình thành, hoàn toàn vô vị lợi. Có không ít người khi bước vào độ tuổi 40-50, nhi bất hoặc hay tri thiên mệnh, lại hoài niệm về quá khứ và đi tìm lại những người bạn thời phổ thông. Là vì như vậy đó, khi chúng ta là bạn trong những năm tháng ngây thơ đó, thì chúng ta sẽ luôn có thể tìm về bên nhau. Những mối quan hệ được bắt đầu sau tuổi 20 thường xen lẫn với sự hoài nghi. Sự hoài nghi là cần thiết, nhưng mặt khác, có lẽ đó là cái giá của thứ hai của sự trưởng thành sau tuổi tác. Khi chúng ta bắt đầu biết hoài nghi, chúng ta bắt đầu vỡ mộng trước cả khi khám phá ra sự thật, trước cả khi tin tưởng. Tôi vẫn nhớ năm tôi 16 tuổi, có một chàng trai đã đạp xe hơn 50 cây số chỉ để trao cho tôi một món quà sinh nhật, khiến tôi cảm động đến phát khóc khi cùng ngồi bên nhau trong thinh lặng và tưởng tượng đó là tình yêu. Nhưng rồi chỉ vài tháng hè trôi qua, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng tình yêu đó chưa bao giờ thực sự tồn tại, chỉ có một tình bạn thân thiết và chân thành xen lẫn những cảm xúc đầu vùng dại. Nhưng chính vì thế mà khoảnh khắc ngồi bên nhau để theo đuổi ý nghĩ về một tình yêu chưa được thổ lộ mới quý giá làm sao. Chẳng thể có lúc nào trong đời ta lại có thể ngây ngô và đầy ngộ nhận như thế nữa. Bởi thế, nếu bạn còn chưa đầy 20 tuổi thì đừng quá sợ hãi khi phạm phải những lỗi lầm nho nhỏ. Những lỗi lầm không làm hại đến ai, và khi bị bắt phải những lỗi lầm cũng sẽ được tha thứ. Hãy thưởng thức cuộc sống, hãy hát vang những khúc ca của tuổi trẻ và đừng phung phí ước mơ. Trong cả cuộc đời của mình, không có gì tuyệt vời hơn khoảng thời gian ta được ngồi xuống và ước mơ, hoạch định một tương lai và tự nhủ rằng mình còn có cả cuộc đời để thực hiện những điều đó. Hãy tương tư một diễn viên đẹp trai, hãy viết nhật ký và rơi lệ trong đêm vì biết rằng chàng không thuộc về mình. Cái cảm giác tuyệt vọng đó mới đẹp đẽ làm sao. Bởi vì khi ta lớn lên, những thần tượng ấy sẽ đánh mất vẻ long lanh và trở nên rất đổi bình thường. Hãy chen chân vào đám đông để một lần nhìn thấy thần tượng. Hãy cứ đứng đợi hàng giờ dưới mưa rồi trở về trong thất vọng. Bởi ngay sau khi bước qua tuổi 20, bạn sẽ không bao giờ có thể làm được những điều điên rồ, hồn nhiên như thế nữa. Và những cảm xúc kia sẽ chẳng bao giờ còn trở lại. Những tháng năm thần tiên sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng trong con người hình thành trước tuổi 20 sẽ luôn là con người cốt lõi của chúng ta. Những nhận thức và quan niệm sống của những năm tháng này đã làm nên cái xương cốt căn bản cho những giá trị mà ta nhận được trong tương lai. Bởi thế, mỗi khi rũ bỏ hết mọi toan tính và hoài nghi, tôi lại trở về năm tôi 16 tuổi, cũng những niềm tin đó, cũng những hy vọng đó. Và nhờ thế mà tôi biết tôi vẫn luôn là chính mình, Phạm Lữ Ân. Trường rồi cầm tay dắt lối về kỷ niệm đầu thì ra đã quá lâu. Thời dòng trời đi muôn nơi tìm bao khát khao đầy vơi,
buồn rồi vui như mưa ngâu tan trong gió ai chờ đâu. Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Ừ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi. Trôi đi xa, trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua. Bao tháng ấy ngại ngùng lỡ biết không chia hôn lần đầu. Ừ thì nắm tay lần đầu, rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau. Như cơn mưa thanh xuân như mưa sao thôi. Nay xa xôi chợt lòng nhớ với hương dấu yêu lần đầu. Lần đầu biết yêu muộn sầu, tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười. Tôi biết làm sao quên. Thấy bóng dáng ai nhìn quen, người ngày xưa tôi thương yêu, tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ. Ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về. Kỷ niệm đầu ừ thì ra đã quá lâu. Thời dòng trời đi muôn nơi, tìm bao khát khao đầy vơi. Buồn rồi vui như mưa ngâu tan trong gió ai chờ đâu. Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Ừ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi. Trôi đi xa, trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua. Bao tháng ấy ngại ngùng lỡ biết không chia hôn lần đầu. Ừ thì nắm tay lần đầu, rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau. Như cơn mưa thanh xuân như mưa sao thôi. Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương dấu yêu lần đầu. Lần đầu biết yêu muộn sầu, tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười. Trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua. Bao tháng ngày ngại ngùng lỡ biết không chia hôn lần đầu. Ừ thì nắm tay lần đầu, rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau. Như cơn mưa thanh xuân như mưa rào thôi. Nay xa xôi chợt lòng nhớ ơi thương dấu yêu lần đầu biết yêu muộn sầu, tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười. Tôi biết là sao quên. Đối với tôi, bạn nên biết là niết bàn cho chính bản thân bạn, nghĩa là phải thoát khỏi mọi sự liều lĩnh. Bạn phải là bờ vai của chính mình. Khi ấy, mặt trời có mọc hay không, ngày mai có buồn hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Trang nhật ký thứ 2.